Rồi, cho anh em nha, anh em lên cho anh em cái bình sẵn đồ chơi Kitaco, bình bông mai đen nha anh em, bông mai đen trứng gà 22 nha, hàng siêu hiếm. Bình này là bình dạng là hàng của Kenhin, được nhà máy Kenhin sản xuất theo đơn yêu cầu đặt hàng của Kitaco nha anh em, nên này gọi là bình sẵn đồ chơi Kitaco bông mai đen BE22 nha anh em. Đây, cái chất bình này là cực đẹp, bình này như mới luôn nha anh em, lai new như mới, trái gà đẹp long lanh không tì vết, không xước không liếm. Cái bình này hiện tại giá web là hơn 5 triệu nha anh em. Bình này giá web hơn 5 triệu. Đó. Bình này trái ga 22 nha. Bình đặc biệt là cái dòng mà trái ga 22 này anh em rất ít là gặp. À, chất bình là bình này là line new luôn nha anh em. Như mới, ốc tán xanh lè 7 màu. Thích hợp cho anh em sử dụng cấu hình máy là full 110. Thường thường là cái bình này là nó sẽ bán trong cái cấu hình máy set là 130 mấy cc á, là cũng có nha anh em, của Kitaco. Đó, bình bông mai đen BE22, trái ga 22 nha anh em. Đó, chắc bình là đẹp, lai new như mới. Rồi, bình này mình bán mình bao đủ thứ cho anh em, bao găng tay, bao thì thầm, bao xài cho anh em, anh em về lên xe chỉ cần canh bét lại là xài. Mình bán giá bình này là 2 triệu tư nha, 2 triệu tư cho cái bình này. Đó, anh em xài alo mình.